chen nhau đi một hàng. Người đàn bà hờ hàng xong đến chuyện mặt hàng thời trang, lôi cuốn người đọc vào vào bàn sang. Cô ấy mới hôm qua không ai nhớ khuôn mặt, chỉ một gì càng đàn khóc lóc về chuyện tình dơ dàng, lên báo hình thì đầy một trang. Ôi dễ dàng để đời ta tươi sơn. Thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là anh kia cặp với chị này, anh kia đập đánh chị này, anh kia lừa dối chị này, và chị ngã xuống đây. Cư dân cùng với đồng bào thông tin miệng nói cồn cào, bà hoa lời ra lời vào là một ngày mới nhốn nhau, nhốn nhau, nhốn nhau. Từng ngày vội vội vàng đi qua, câu chuyện ngày ngày càng đi xa. Trên bản tin có lẽ anh hơi ngây ngô khi chia tay tôi không có lỗi. Qua màn hình tivi đêm ngày trông trót vào trong trí óc, về một thế giới như mơ như thơ như ly kem bơ. Ôi thật bất ngờ, trên báo những thông tin chen nhau đi một hàng. Họ cần gì ở đây, tôi có đẹp xuất sắc thì đền vào đây, tôi có đẹp xuất sắc thì đổi vào đây, cũng có gì thì mình sẽ mua ở đây. Tôi muốn những đám đông xôn xao đang hô hào, họ thì thầm về tôi muốn họ thì thầm về tôi. Mơ ước một cuộc đời như tôi, mày vội đầu để đầm mơ vội tôi. Thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là anh kia cặp với chị này, anh kia đập đánh chị này, anh kia lừa dối chị này, và chị ngã xuống đây. Cư dân cùng với đồng bào thông tin miệng nói cồn cào, bà hoa lời ra lời vào là một ngày mới nhốn nhau, nhốn nhau, nhốn nhau. Từng ngày vội vội vàng đi qua, câu chuyện ngày ngày càng đi xa. Trên bản tin có lẽ anh ơi ngây ngô khi chia tay tôi không có lỗi. Và màn hình tivi đêm ngày trông trót vào trong trí óc, về một thế giới như mơ như thơ như ly kem bơ. Ôi thật bất ngờ. Đến chuyện mặt hàng thời trang, lôi cuốn người đọc vào vào bàn sang. Cô ấy mới hôm qua không ai nhớ khuôn mặt, chỉ một xì càng đan khóc lóc về chuyện tình dơ dàng, lên báo hình thì đầy một trang. Ôi dễ dàng để đời ta tươi sương. Thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là anh kia cặp với chị này, anh kia đập đánh chị này, anh kia lừa dối chị này, là ba chị ngã xuống đây. Cư dân cùng với đồng bào thông tin miệng nói cồn cào, ba hoa lời ra lời vào là một ngày mới nhốn nhau, nhốn nhau, nhốn nhau. Từ ngày vui vui vàng đi qua, câu chuyện ngày ngày càng đi xa. Trên bản tin có lẽ anh ngây ngây ngô khi chia tay tôi không có lỗi. Và màn hình tivi đêm ngày trông trót vào trong trí óc, về một thế giới như mơ như thơ như ly kem bơ. Ôi thật bất ngờ, trên báo những thông tin chen nhau đi một hàng. Họ cần gì ở đây, tôi có đẹp xuất sắc thì điền vào đây, tôi có đẹp xuất sắc thì ngồi vào đây, không có gì thì mình sẽ mua ở đây. Tôi muốn những đám đông xôn xao đang hô hào, họ thì thầm về tôi muốn họ thì thầm về tôi. Mơ ước được cuộc đời như tôi, đem đôi đầu để nằm ở môi tôi. Thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là anh kia cặp với chị này, anh kia đập đánh chị này, anh kia lừa dối chị này, là bà chị ngã xuống đây. Cư dân cùng với đồng bào thông tin miệng nói cồn cào, bà hoa lời ra lời báo là một ngày mới nhốn nhau, vẫn nhốn nhau, nhốn nhau, nhốn nhau. Tôi không có lỗi, mà mặt đi tivi đêm ngày trông trót vào trong trí óc, về một thế giới như mơ như thơ như ly kem bơ. Ôi thật bất ngờ, một thế giới như mơ như thơ như ly kem bơ. Ôi thật bất ngờ, một thế giới như mơ như thơ như ly kem bơ. Ôi thật bất ngờ.